Vậy cho hay ha. Tôi thượng có phải suy nghĩ gì? Tôi nghĩ đáp vào sáng mà. Nhưng mà tôi tưởng bây giờ. Lấy tượng ra cho anh tô miêu. Bà Lan bữa nay ở nhà lấy hả? Mẹ bà lâu đưa nha. Có lấy được điều không bà Lan? Không có. Chưa. Đi ngân hàng thôi. Thì giờ chỉ trả ngoài thôi. Đi khi trả ngoài đây thì bị chính sách đấy nè. 70 triệu đấy nè. Giờ bệnh có. Đi đâu ấy? Em ơi. Em ơi. Đi đâu á? À? Đây bóng vô kìa. Bóng ngoài kia kìa. Không cầm bóng vô, chơi bớt ngoài đó. Tin ngân hàng tin lại. Bãi này lấy thật cả lại cả, không bãi lấy cả cả lại thật. Con đang gì gửi cho được tháng tiêu mấy dưới tháng nên là bạn đặt đất cho thôi cho nó gửi cho nữa. Năm thì hắn phải để dành cho hắn chứ giờ gái thì mai mốt lấy chồng mình đâu có lo được cho hắn đâu. Cái gì hắn gửi hắn phải lo chứ. Ta phải lo nó. Đang vui chứ hắn lo được nữa chứ lo phải có cái nữa. Nhưng mà con thấy ở ngoài đó họ tính là lấy con heo đi. Heo nữa. Chó thì mới xích mỏ hết rồi. Con heo đấy. Con thử để ăn được không? Thử ăn được. Này không ăn được đâu bà ơi. Ê! Ăn bánh đang đầy họng nó ăn đã hết rồi. Bên nọng bên đó đã hết bánh. Trời ơi! Kiểu gì? Chê chưa? Ơi! Lời đếm mất rồi. Đi lại, đi lại. Nửa đèn này. Chấm một đèn cái mỏ rồi. Em hiểu. Anh châu mịt. Thì cái gì đấy? Thì ghê em liếm màu. Ở cái miệng đỏ chết rồi kìa. Đen đỏ. Bố về nên mùi đỏ. Nhanh liền. Đâu, đâu. Không có cửa đâu nha. Đấy. Nghĩ cho hay ha. Đấy, hai màu hường. Màu hồng. Chị Miu tô cái kiểu gì? Tô thượng có phải suy nghĩ gì?
Tớ nghỉ đã vào sáng mà.